Cho đến một ngày, tôi đã phát hiện ra một cái điều rất kỳ lạ. Đó là anh thường xuyên tham gia vào những cái hội nhóm của LGBT trên mạng xã hội. Tôi không biết anh ta là LGBT từ đầu đến cuối. Đến bây giờ, trong đầu tôi vẫn nghĩ anh ta là trai thẳng. Anh ta là chỉ trích tôi rằng tôi là một kẻ ảo tưởng, một kẻ bệnh hoạn. Còn tôi chỉ là một người đeo bám người yêu anh ta thôi. Lấy hết niềm tin, tình yêu và tiền bạc của tôi để chạy theo một chàng trai khác. Và hàng đêm tôi vẫn mơ rằng tôi sẽ bóp chết anh ta. Đó là một ký ức, một nỗi đau trong cuộc đời tôi. Tôi không bao giờ có thể quên được. Cách đây một năm, trong một cái sự kiện, tôi gặp một chàng trai. Anh ấy rất là dễ thương và đáng yêu, lịch lãm, tốt bụng. Khoảnh khắc mà anh bước chân từ trên xe xuống, tôi như gặp được định mệnh của đời mình. Và trong quá trình làm việc, anh và tôi thường xuyên có những tin nhắn tương tác. Chúng tôi cũng có những cái công việc thường xuyên đi với nhau. Anh rất ấm áp và dễ thương. Và đặc biệt là anh luôn quan tâm. Mỗi sáng thức dậy, anh hỏi là tôi dậy chưa? Ăn gì chưa? Có cần anh mang qua cho không? Nhắn cho tôi mỗi ngày. Em bé đang làm gì đó? Có ai mà không yêu nhau mà lại nhắn như vậy không? Lần đầu tiên trong đời có một người ngọt ngào và dịu dàng với tôi nhiều đến như vậy. Một người mà gọi là em bé rồi, không những gọi như vậy mà những cái hành động của anh ta còn ăn uống bóc tôm cho tôi, rồi từng ly từng tí chăm chút tôi. Tôi bị lầm tưởng rằng người đó là người yêu của tôi. Và trong khoảng thời gian đó, tôi không ngừng khoe anh với bạn bè rằng đây là người yêu của tôi. Và anh cũng rất là im lặng, anh cũng không có nói gì hết, cũng không phản ứng gì cả, làm cho tôi càng tin hơn điều đó. Nhưng bạn bè tôi ai cũng nghĩ là anh là người yêu của tôi. Tôi cứ nghĩ là chắc là anh chưa tỏ tình chính thức thôi, nhưng mà chúng tôi vẫn đang yêu nhau. Có khi nào là anh sẽ làm một cái buổi lễ tỏ tình lãng mạn cho tôi, tại vì anh cũng là một người lãng mạn mà. Rồi cho đến một ngày, tôi đã phát hiện ra một cái điều rất kỳ lạ. Đó là anh thường xuyên tham gia vào những cái hội nhóm của LGBT trên mạng xã hội. Thì tôi nghĩ là chắc là anh cũng là một cái người hòa đồng vui vẻ, anh ủng hộ và chơi với mọi người. Rồi những cái điều kỳ lạ cứ liên tiếp xảy ra. Anh tương tác ngọt ngào với những bạn nam khác, và những bạn nam khác cũng hay vào bình luận trên những cái hình của anh. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này, anh có sở thích rất là thích khoe body trên mạng. Thì tôi nghĩ là một cái người tập gym thì khoe cũng là bình thường thôi, thì tôi cũng không có để ý gì cả. Đến một hôm định điểm rằng tôi thấy được anh với một người đàn ông khác đi chơi với nhau rất là thân mật, thì tôi vẫn cố chấp rằng à thôi, chắc đó là bạn thân của anh thôi. Nhưng tôi vẫn phải về nhà, tôi tìm hiểu trên mạng xã hội. Tôi thấy là hai người có thường xuyên có sự tương tác với nhau, nhưng đó chỉ là những cái ngờ vực của tôi thôi, vẫn chưa có sự chính xác. Sau đó là những cái dòng tin nhắn của anh cho tôi dần lạnh nhạt đi. Cách đây một tuần, tôi đã cho anh ta mượn một số tiền. Ta nói là anh ta cần tiền để chữa bệnh cho mẹ. Tại sao sau khi mượn được tiền, một số tiền cũng rất lớn, anh ta lại lạnh nhạt với tôi mà lại đi thân mật với chàng trai khác? Tôi đã tìm hiểu và tôi không thể nào có tìm hiểu trong hoang mang được nữa. Tôi hẹn anh ta ra để cho anh ta có được cơ hội giải thích rõ ràng với tôi. Dẫu sao thì mẹ anh ta cũng đang ốm đau bệnh tật. Số tiền đó cũng mới mượn có một tuần thôi, nó cũng chưa có phải thời gian quá nhiều. Chắc chắn là anh ta không có lừa đảo tôi về tiền bạc. Nhưng về cái chuyện tình cảm thì sao? Về những cái gì tôi đã dành cho anh ta trong suốt thời gian qua thì sao? Tôi dường như không đi chơi với bạn bè tôi nhiều, chỉ để tập trung vào anh ta thôi. Và tôi đã cố gắng làm việc rất rất nhiều. Tôi thức khuya, một ngày tôi ngủ có 2 tiếng để tôi kiếm được cái số tiền đó và để cho anh ta mượn. Anh ta không chỉ đi một mình, anh ta dẫn theo một chàng trai khác đi. Và chàng trai đó là chàng trai mà tôi vô tình thấy hôm trước. Hai người có cử chỉ rất thân mật với nhau. Hôm đó đi thì tôi từ bất ngờ đến hoang mang. Tôi rất sốc thì tôi được biết rằng hóa ra hai người này mới là người yêu của nhau. Và như kiểu là cái chàng trai kia đang cố tình khiêu khích tôi rằng anh ta mới là chính khách, còn tôi chỉ là một người đeo bám người yêu anh ta thôi. Anh ta không nói gì, anh ta vẫn im lặng như từ trước tới giờ. Tôi đã hỏi với anh ta là vậy bây giờ anh coi tôi với anh là mối quan hệ như thế nào? Nếu mà không yêu đương tại sao lại nhắn những dòng này với tôi? Anh ta không nói gì hết. Đúng rồi, anh ta không nói gì hết. Cái người đó là người yêu của anh ta, chỉ trích tôi rằng tôi là một kẻ ảo tưởng, một kẻ bệnh hoạn. Gọi là ảo tưởng đi, đúng, tôi đang bị ảo tưởng đó. Tôi đang bị ảo tưởng. Tôi biết chính mình ảo tưởng nhưng mà tôi không thoát ra được sự ảo tưởng đó.
Tôi không hiểu tại sao một số người lại làm như vậy. Nếu không thích, nếu không yêu, nếu không thương thì lo nhau đi, chứ không cần phải thả thính nhau, quan tâm nhau như vậy. Những cái tin nhắn như vậy á, chỉ là vì anh ta lịch sự với tôi và chỉ là vì công việc nên mới nhắn như vậy thôi. Tại sao công việc gì mà hỏi thăm, hỏi han nhau 10 giờ, 11 giờ còn hỏi ngủ chưa, bé ngủ chưa, rồi quan tâm nhau từng ly từng tí một, rồi lúc tôi ốm đau cũng qua chăm sóc tôi. Vậy đó là cái gì? Thì anh ta vẫn im lặng và vẫn để người yêu anh ta nói. Đó chỉ là cái sự lịch sự quan tâm giữa đồng nghiệp với nhau thôi. Tôi biết cãi gì được khi mà hai người đó còn xà nẹo trước mặt tôi. Họ còn có những cái cử chỉ thân mật để chứng minh rằng họ mới là người yêu của nhau. Thì tôi làm được gì? Cái sai của tôi là tôi yêu anh ta, tôi tin anh ta và tôi thương anh ta thôi. Tôi không biết anh ta là LGBT từ đầu đến cuối. Đến bây giờ, trong đầu tôi vẫn nghĩ anh ta là trai thẳng. Và bây giờ tôi nghĩ là chắc là cái chàng trai kia dụ dỗ anh ta thôi. Không thể tin được anh ta đối xử với tôi như vậy. Sau buổi trò chuyện và công kích hôm đó, về nhà tôi bị chặn hết trên mạng xã hội, tất cả các tài khoản, số điện thoại. Tôi cũng không liên lạc được với anh ta. Anh ta cũng không còn làm chung công ty với tôi nữa. Anh ta đến bây giờ tôi vẫn chưa thể nào hết cái sự u uất trong lòng. Và hàng đêm tôi vẫn mơ rằng tôi sẽ bóp chết anh ta. Lấy hết niềm tin, tình yêu và tiền bạc của tôi để chạy theo một chàng trai khác. Anh ta không hề yêu tôi một chút nào hết. Những tin nhắn từ trước tới giờ chỉ là lừa tôi. Số tiền mà tôi cho anh ta mượn, số tiền mà tôi tích góp trong suốt thời gian qua cũng biến mất theo anh ta luôn. Anh ta đã đối xử với tôi như vậy đó. Còn những cái lần lắt nhắt tắt nhắt anh ta mượn nữa, anh ta nói anh ta làm cái này làm cái kia, mượn mai trả, mốt trả, tháng sau trả, nhưng không hề có số tiền nào trả lại cả. Thì thôi, tôi coi đó là những cái số tiền nhỏ nhặt, tôi không tính toán với anh ta làm gì. Nhưng 100 triệu này để tôi mở được một cửa hàng nho nhỏ, đối với mọi người có thể số tiền đó rất nhỏ, nhưng với tôi phải tích góp rất nhiều mới có thể kiếm được số tiền đó. Qua cái câu chuyện của tôi á, tôi hy vọng là sẽ không ai bị như tôi nữa. Tại vì có rất nhiều người đàn ông bây giờ, họ luôn ban phát cái sự tốt bụng, sự lịch thiệp của họ cho rất nhiều người. Nhưng họ coi tình cảm giống như một trò đùa vậy. Họ luôn ban phát những cái sự yêu thương cho tất cả mọi người. Nhưng mà họ không có biết được rằng chính những cái sự quan tâm một cái thái quá như vậy chỉ gieo rắc thêm những cái sự đau lòng hơn mà thôi.